imina sakkarena taturang apipuchayama imina sakkarena tangthammang apipuchayama imina sakkarena tangsangkhang apipuchayama yo so bhagava arahang samma sambuddho savakkhado yena bhagavata ammo supatipanno bhagavato bhagavankho dhammayang bhagavantang sadhammang sasangkhang ime hi sakare yatharang aro pitehi apipuchayama satuno bhante bhagava sujira pariniputo pi pachima janatanukam pamanasa ime sakare dukata panya karapute patikhan hatu amhakang digaratang hitaya sukhaya arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivatemi Savakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato savakka sangho sangkhang namami Sakhekame charupe girisigaratate Chantali ke vimane di perate jagame taruvanagane ye hawatu mi kete bumma jayantu deva jala thala visame ya khakanta panagati tanta santi keyang Muni varavajanang sathavo me sunantu Dhamma savana kalo ayang padanta Dhamma savana kalo ayang padanta Dhamma savana kalo ayang padanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang chivitang yavanipanang salanang gacchami dhammang chivitang yavanipanang salanang gacchami sangkhang chivitang yavanipanang salanang gacchami dutiyampi buddhang chivitang Yavani panang salanang gacchami dutiyampi dhammang jivitang yavani panang salanang gacchami dutiyampi sangkhang jivitang yavani panang salanang gacchami tatiyampi buddhang Jivitang yavanipanang salanang gacchami tatiyampi dhammang Jivitang yavanipanang salanang gacchami tatiyampi sangkhang Jivitang yavanipanang salanang gacchami
Yo san ni sin no varapoti mule marang sasenang Mahatin vijay yo sambo ti maga chi anantanya no lokut tamo tang panama mi putang Ye cha buddha atita cha ye cha buddha anagata pachupanna cha ye buddha aham vandami sappadam iti piso bhagava araham samma sambuddho vijja charana sampanno Sukhato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha Deva manusanang buddho bhagavati Nati me saranang anyang buddho me saranang varang Etena sakya vachena hotu me jaya mangalang Uttamangena vandehang padapan sumvaruttamang Putteyo kalito doso buddho kamadutang mamang Atang ikariya pato chananang moka pawe saya ucu jamago tamo ayang santigaro panito niya nikotang panamam nitamang Ye cha dhamma atita cha ye cha dhamma anagata Pachupanna jaye dhamma aham vandami sappadam Svakkhato bhagavata dhammo sandhittiko akkaliko ehi pasiko Opanayiko pachyattang veditappo vinyohiti Nati me saranang anyang dhammo me saranang varang Etena sakya vachena hotu me jaya mangalang Uttamangena vandehang dhamman chaduvithang varang Dhammeyo kalito doso dhammo Kamatutang mamang Sangko visutho varadakinayo santindiyo Sambamalapahino gunehine kehi samiti pato anasavutang panamami sangkang Ye cha sangkha atita cha ye cha sangkha anagata Pachupanna cha ye sangkha aham vanda misapadam Supatipanno bhagavato savaka sangkho Ucupatipanno bhagavato savaka sangkho Nyaya patipanno bhagavato savaka sangkho Samiti patipanno bhagavato savaka sangkho Nyadidam chattari purisa nyukha niyattha purisa pukkhalayesa Bhagavato savaka sangkho ahunayyo pahunayyo Dakinayo ansalikaraniyo anuttarang punya ketang lokasati Nati me saranang anyang sangko me saranang varang Etena sakya vachena hotu me jaya mangalang
Uttamang jena vande hang sang khan chadu vituttamang sang khe yo kalito do so sang kho khamatutang mamang Vandami cetiyang sabang sabatane supatititang Saririkata tumapoting buatarupang Sakalang sadawandami cetiyang sabang Sabatane supatititang Saririkata tumapoting Buddha rupang sakalang sadawandami cetiyang sabam sabathane supatititang saririkata tumabuting Buddha rupang sakalang sadam Samputte athavi sanjanu adasan jasat sakepan jasatasahat Sani namami sirasang te sang thamman cha sanggan cha adarena namami hang nama karanu pawe nantwa sabbe upatave aneka antaraya pivina santu ase sato sampute Pancha panya sancha chatu visati sahasake dasasata sahat Sani namami sirasaham te sang Thamman cha sanggan cha adarena namami ang namakaranu Pavenantva sape upatave aneka Antaraya pivinatsantu ase sato sampute Navut tarasate atha chatali sasahasa kevisati satasahasani Namami sirasang te sang thamman cha sanggan cha adarena Namami hang namakaranu pave nantva sabbe upatave anekantaraya pivina santu ase sato Namo me sapatevanang sapakara jatevanang suriyan japamum jatasasi pummo jatevanang Uttho palang pavichati chivo sukaro jama palang sapapayang vinatsanti sapadukhang vinatsanti saparukhang vinatsanti lakhanahang vanta misapada sapedevamang palayantu sapada Ete namang kalate sena sapasoti pavantu te Mahung saha samapinimita savutantang krime karang Udita goarasa sena marang danati tamma vitina cetawa munindo Tante jasa pavantu te jaya mangala nimara tire kama piyo cita sabara tinggorang panalava kama kama tataya khang khanti sudanta vitina cita wa munindo tante jasa pavantu te Jaya mangkala ninala giring gakya varang atimata puttang Davakicha kamasani vasudaru nantang mettang muse kavitina Jitava munindo tante jasa pavantu te jaya mangkala niukita Kakamatihata sutaru nantang thawantiyo chanapatang gulimalavantang Iti pisang katamano jitawa munindo tante jasa pavantu te jayamang
Kalani katawa nakata mudarangi waga pini ya cinca ya duta wajanang jana kaya mace sante naso mavitina citawa munindo tante jasa pawantu te jaya mangkala nisakyang vihaya mati sakya kawa ta ke tung va ta pi ro pi ta ma na nga ti an ta pu tang pan nya pa di pa ja li to a chit ta wa mu nin do tan te cha sa pa wan tu te cha ya mang ka la ni nan do pa nan da pu cha kang vi pu tang ma hi ting bu te na the ra pu cha ge na da ma pa yan Toi to padea savitina chitawa munindo tante chasa pavantu te chaya mangala nidukha hadite puchage na sutata tham ramang visut te chuti meti pagam pitham nang yana kadena vitina chitawa Munindo tante jasa pawantu te jaya mangala ni tapi puta jaya mangala takata yo wajano dinna dinne sarate matanti hitawanane kaviwitani juwatawani mukhang sukhang Ati kamai yanaro sapanyo mahakaruniko Nato hitaya sababani namuretwa parami sababato Sampo timuatanang etena sakyawajena hoatu te jayamangalang jayanto Bodhiya mule sakaya nanan diwata no ewang tawang vijayo ijaya su jaya mangale apara cita pan langke si se patawi pukare abiseke sababutha nangaka pato pamotati sunakatang Sumangalang supapatang sutitang sukhano sumuhuto cha Sujitang pramacari supadakinang kaya kamang waja kamang padakinang mano kamang panitite padakinang padakinani katua nalapang tate Patakine Yandun nimitang awamangalan jayo jamana posakuna sasado papagaudu supinang Akantang putanu pavena vinasamentu Yandun nimitang awamangalan jayo Jamana posakuna sasado papagaudu supinang akantang Tammanupavena vinasamentu yandun nimittang avamangalan jayo jamana posakuna sasado papagaudu supinang akantang sangha nupavena vinasamentu Sirasming no buddha setho sariputo jadaki neva mang se mugalano Purato pita katayang pakime mama anando kinasawa jatunisa samanta Loka praja inda deva sa pramma kaete sang anupavena sa pepaya upatawa aneka Antaraya pivinasantu asesato Kudetayan chakumai karasa harisa vanno patavi papaso tang tang namasa miarisa vannang Patavi papasang tayata gutta vihare mudivasange pramana vidagu sabatamme Teme namo te chamam palayantu nama dubutanang nama tupo diya namo vimutanang namo
Vimuttiyai mang so paritang katawa moro jarati sana petayam cakum mai karasam. Arisa vanno patavi papaso tang tang namasami arisa vannang patavi papasang tayata gutta. Vihare muratinge pramana vedago sabatam mete me namo te chamang palayantu namatu butanang. Namatu bodhiya namo vimutanang namo vimutiya imang so paritang katawa moro vasamma kapayiti. Imina punya kamena upacaya gunutara cariyo pakara jamata pita piyama mansuriyo canti marasa. Guna vantana rapi ja prama maraja indra ja tulu kapala ja devatanya mumita manusa ja matsata viri kapi ja sape satta suki onto punyani pakatani me sukhang ja tivitang tentu kipang papeta vumatang. Imina punya kamena imina udisena caki pahang sula pece watanu patana setanang yesantane hina tamaya wani panato mamang nasantu sapada yewa jata satu pave pave usucitang sati panya san leko wiriyam hina marala pantuno kasang katunca wiri yesu me puta tipa waro nato tammo nato baru tamo nato pakce kaputo ca sangko nato taro mamang teso tamanu pavena maro kasang la pantuma akasata japumata dewa naga mahitika punyantang anumoditwa ciram rakantu sasanang akasata japumata dewa naga mahitika punyantang anumoditwa. Lễ sư trưởng và thân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, và con xin được phép nguyên tịnh thân khẩu ý để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Cảm ơn Sít Tình Hình. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó.
Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng qua chánh biến chi do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin. Bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính. Thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Dutiyam bhikkhuṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần. Dutiyam bhikkhuṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ. Dutiyam bhikkhuṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyampi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Dutiyampi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Dutiyampi, con đem hết lòng thành kính xin quý tăng. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quý Phật lần thứ ba. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Tatiyampi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ. Tì sarana gahanang paripunang, phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê dạ si. Panatipata veramani sikha parang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Panatipata veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự trộm cướp. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa sự trộm cướp.
Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ tà dâm. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ nói dối. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ nói dối. Surame radhamachapamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa xứ dễ vui, uống rượu và các chất say. Surame raya macha pamadathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha padani sathu kanka toa apamadena rakitapang. Chư Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải dán vân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phan te Silena sugatin yanti silena phoga sambara sinena nipatin yanti tasma sinang visotha ye. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đạo chúng đại chúng trong rung, con xin được thành kính trên đại đức tuệ nhẫn đó từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng để truyền tam quy và ngũ giới đến hàng phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán dương đức tam bảo và thọ trì quy giới. Phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị hữu ân thầy tổ, ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn và cho được theo ý muốn của các vị ấy. Do phước báu mà của chúng con trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sáng Khà Dạ. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể đạo tràng. Sau phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới, bây giờ đến phần kính pháp sư. Phần nào xin được mời xít nào xít như thế, người xít cho Thanh Thủy. Không thấy xít nào giơ tay, Thanh Thủy, mời xít Thanh Thủy. Là xa thú tính, cảm ơn Quỳnh Vatana. Dạ, em cảm ơn Quỳnh, cảm ơn xin Nhật Quỳnh. Dạ, con Thanh Thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Và đến giờ thỉnh pháp sư, con kính mời đạo tràng cùng con đọc bài thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga va to a sa to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga va to a sa to sam ma sam bu ta sa nam mô ta sa pha ga va to a sa to sam ma sam bu ta sa Amma jaloka thi pati sa hamm pati
ca tăng cha lệ an thi hoa răng a ya cha tha sẵn thị tha sát tắp và ra chẳng tha cha thi ca đề xế tu thầm mạng anu cầm vi năng ba trăng sát thầm ma phê vinh vi na yắn cha ca yắn sùa tánh cha ban thâm ma vi thâm ma trăm năng à cô ta dân tô cha tu sắm cha đằng đăng và bố thà này về ta đi xa thăm minh chê thế văn xa hâm và thị brahma và ta văn thân à gia cha thà tuân hi pha vế na tăng bồ thô ca luân nê na thị hoa sa già tánh ha phu tha gia pa đê na thì ra đại nhân ta tô ra tô phán cha quát giá ta vô nơi dê à mang pha dê sĩ thâm ma tô ta tô pha phú thì sâm phú thô à nu na thâm ma đê sa nằm ma ga quát xá ni đê sê sư sạch ta năng âm thì sĩ tha cằn bê na sa thô a du phan thế đề sê tu thâm ma đê sa nằm sắp pa di tha pa vi sa ya a nu cam phan tì ca ta rồi chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang bốn trời trời ló mong đăng nhờ ánh sáng trổ hoa lên trái tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên dẫn ngâm mùi khẩn khoản phân nhanh lời duyên chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đau dài đời nhắm giường lông giá ngày dời chân sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trân như được nên hương gì ngũ dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp trên toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ khâm tám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cứu tinh rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đăng trí tri danh thường nắp môn của thầy dạ dạ con đã thay mặt đạo tràng đọc xong bài thỉnh pháp sư sau đây con kính thỉnh đại đức tuệ nhẫn quan hệ đến với đạo tràng cho đạo tràng chúng con bài pháp ngày hôm nay. Con kính thỉnh đại đức tuệ nhẫn. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Hôm nay không có vị nào vào giảng pháp. Con xin đảnh lễ sư trưởng, con xin Ngài cho con được chia sẻ Phật Pháp đến hàng Phật tử. Hôm nay con xin chia sẻ một cái đề tài Pháp. Hãy hướng tâm về hiện tại. Đó là cái đích đến của giác ngộ. Trong cái bài pháp này thì chúng con xin chia sẻ được phần nào thì xin quý ngài khoan hỷ. Còn sự hiểu biết của con được một chút nào đó thì cũng xin quý vị khoan hỷ
Và những cái điều nào còn thiếu sót thì đương nhiên là chúng con còn sơ cơ nên thành thử còn nhiều cái điều xíu thiếu sót, thành thử mong các vị bỏ qua. Trước khi vào đề tài pháp, con xin nghiêm tình thân khẩu ý để đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo ạ. Jemanta chakawa lesu achagachantu devata sathamang Vuriya chasa sunantu mokha mokha dang Thamma sawala kalo ayam padantang Thamma sawala kalo ayam padantang Thamma sawala kalo ayam padantang Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương lương diệu dược mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy. Những ai có niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt khổ tái sanh luân hồi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức pháp tăng bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Với phần phước báo phát sanh thanh cao này, chúng con xin kính dâng đến chư Đại Đức Tăng, xin chia đến tất cả chư thiên, quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử, cầu mong cho quý vị luôn được sự tấn hóa trong chánh pháp và sớm được giác ngộ Niết Bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con cung kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, Ngài vừa mới vào Zoom ạ. Dạ. Dạ, kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay con xin chia sẻ một cái đề tài ngắn gọi là hãy hướng tâm về thực tại. Thì chúng ta biết được rằng giáo pháp của Đức Phật không dễ gì để mà nắm bắt được cái thực tại, mà chỉ có ngoài giáo pháp này thì không có ai có khả năng nắm bắt được cái thực tại, mà chỉ trong giáo pháp của Đức Phật những người con có được cái chánh tri kiến, nghe Đức Thế Tôn giảng pháp và hiểu biết lời của Đức Thế Tôn, thì từ những cái chánh tri kiến, cái tâm nó thanh lọc từ cái sự nghe pháp và học hỏi chánh pháp đó, thì mới nắm bắt được cái giây phút hiện tại. Vì cái giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất, ở đó nó mới không có phiền não. Còn nếu như mà không nắm bắt được những cái thực tại thì nó sẽ không bao giờ có cái sự giác ngộ. Bởi vì luôn luôn tâm của chúng ta luôn luôn bị tham ái và vô minh chi phối, cộng với lại cái thế giới mà lâm dục với khái niệm nó đang bao phủ, cái khái niệm nó rất là nguy hiểm. Kể cả là chúng ta học ở trong chánh kinh chánh tạng của Đức Phật, nhưng mà hàng ngày chúng ta cứ sử dụng cái khái niệm biết thì nó trở thành một cái thói quen mà nó bao phủ hết, mà chúng ta cần phải biết học thông nhưng mà lại phải bỏ đi cái khái niệm để mà quay về với thực tại. Thực tại là cái gì? Xin thưa, xin kính bạch chư Đại Đức Tăng và kính thưa quý vị, thế giới này nó chỉ có hai phần. Một phần là thế giới vật chất và một phần là thế giới tâm linh. Thế giới vật chất thì nó có hai phần. Một phần thì nó tách rời khỏi thân, và một phần thì nó dính liền với tâm và nó duyên với tâm, sát với tâm. Còn một cái phần sắc khác nó ở bên ngoài của thân tâm này.
nó cũng được gọi là sắc. Còn một cái phần sắc chính của cái thân này, thì cái sắc đó chúng ta cần phải hiểu, cái sắc thân này chúng ta cần phải hiểu biết rõ nó cấu tạo bởi cái gì. À, thì chúng ta cần phải biết rõ nó để cái trí tuệ nó sanh khởi. Chính vì vậy chúng ta biết là tứ diệu đế nó rất là quan trọng. Cái người mà không học hiểu rõ về tứ diệu đế, người đó sẽ không giác ngộ niết bàn. Mà cái thứ nhất là học hiểu về cái khổ đế. Mà cái khổ đế nó liên quan tới cái gì? À, cái khổ đế thì nó liên quan tới cái thân này là cái khổ đế. Cái thân này là cái quả của cái khổ, mà do nghiệp tâm thời tiết vật thực nó tạo. Và còn một cái tập đế nữa, à, cái tập đế nữa thì cần phải đoạn trừ, chính là những cái tâm tham muốn, năm cái cảnh dục. À, và cái đạo đế cần phải tu tập, đó là cái con đường bát chánh đạo. Và cái sự chấm dứt ái tham tịch diệt, đó là niết bàn. Vậy thì liên quan hai cái phần danh sắc chúng ta đã học hiểu rất nhiều. Vậy thì danh sắc nó nằm ở đâu? À, thì chúng ta biết được rằng danh sắc thì đó ở trên thân tâm của mỗi chúng sanh. Khi đã có cái thân này thì luôn luôn danh sắc lúc nào cũng hoạt động. Và khi nào mà cái thân, cái tâm này nó hết duyên thì nó tan rã ra. Và nếu còn cái mầm mống tham ái thì nó tiếp tục tái sanh theo cái hướng nghiệp quả, vận hành theo cái tính chất tự nhiên, là chúng ta cần phải hiểu biết rõ cái điều đó. Và cái danh sắc của mình đó có phải là danh sắc hiện tại hay không? À, thì chúng ta biết được rằng là rất khó để mà nắm bắt được cái danh sắc hiện tại. Cái thực tại chân đế nó có rất nhiều, à, chứ không phải nó có một thứ, thưa quý vị. Mà để nắm bắt được cái thực tại của pháp mà Đức Phật dạy, nó phải có trí tuệ. Vậy thì trí tuệ nó phải vun đắp từ đâu, à, thưa quý vị? Thứ nhất là người đó phải học hiểu đúng theo cái lời Đức Phật dạy, và phải phân biệt được trên cái thân tâm của mình đâu là danh và đâu là sắc. Và danh thì nó biết sắc, nhưng mà sắc á, thì nó hoàn toàn không biết gì về danh cả. Vậy thì cái sắc thân này và cái sắc ở ngoài kia nó cũng chỉ là cái vật vô tri, và nó tồn tại theo cái định luật nhân quả, và nó hủy diệt cũng theo cái định luật nhân quả. Nó theo cái định luật nhân quả, và nó không có cái bản ngã nào ở đó cả để gìn giữ nó cả. Và nó sanh ở đâu? Sắc, sắc ở bên ngoài nó sanh thì nó vẫn sanh ở bên ngoài, nó vẫn diệt ở bên ngoài. Như mình thấy người ta nói là lấy vợ lấy chồng về, nói rằng vợ chồng của tôi, như chúng ta thấy không? À, thân của cái người đó vẫn diệt theo thân của người đó, và cái thân của mình nó vẫn diệt theo cái thân của mình, cái thân của cái người con nó vẫn diệt theo cái thân của người con. À, thì chúng ta thấy được rằng là cái thân bên ngoài, cái sắc á, nó ở bên ngoài nó diệt theo cái ở bên ngoài, nó ở bên trong thì nó diệt theo ở bên trong, nó thô thì nó diệt theo thô, và nó tế nó diệt theo tế, nó ở quá khứ thì nó đã diệt trong quá khứ rồi, nó không đến tương lai nó diệt nữa, và nó cũng không đến hiện tại nó diệt nữa, và nó chỉ sanh lên một lần duy nhất và diệt. Khi nào mà cái người con Phật hiểu đúng như vậy đó, hiểu theo 11 cái khía cạnh của cái sự diệt về sắc pháp đó, thô diệt theo thô, tế diệt theo tế, bên trong diệt theo bên trong, bên ngoài diệt theo bên ngoài, các cái sắc mà con mắt nhìn thấy là do cái tâm nó biết, chứ cái sắc nó không đi vào con mắt. Và cái tâm nó
nó cũng không có giữ gìn được cái sắc đó. À, mà cái sắc đó diệt theo cái sắc đó, và cái tâm biết cái sắc đó nó vẫn diệt theo cái tâm đó, chứ nó không đi đến cái sắc đó diệt, mà cái sắc đó cũng không đi đến cái tâm nó diệt. Nó không bao giờ đi đến nhau mà nó diệt. À, cái tâm nó chỉ thấy cái sắc thôi. À, thường thường chúng ta bị khái niệm rằng là tôi thấy cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. À, chính vì cái lý do đó mà cái vipanasa, cái sự ảo tưởng, nó hình thành lên những cái khái niệm. Từ cái khái niệm chúng ta chấp thủ, từ chấp thủ thì nó sanh ra cái gì? Nó sanh ra tà kiến. Từ tà kiến nó dắt đi những cái con đường lầm lạc. Do vậy mà cái trí tuệ nó không thể sanh được, nó không thể sanh được. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là nói rộng á, thì nó có 6 cái loại tâm. Nói rộng thì nó có 6 loại tâm. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và ý thức này nó có khả năng sanh lên 6, nó có khả năng sanh lên 6 căn được. À, cái ý đó nó có khả năng sanh lên 6 căn. Để mà nó đón các cái lộ tâm từ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Ừ. Và nên nhớ một điều rằng là nói nhiều thì nó có rất là nhiều loại tâm nữa, nhưng mà nói trung bình thì nó có 6 loại tâm, và nói ít hơn nữa thì nó chỉ có một tâm duy nhất và đang bắt một cảnh duy nhất. À, nó chỉ có một loại tâm duy nhất và đang bắt một cảnh duy nhất. Và nếu nó đang là tâm nhãn thức thì không thể nào có 5 cái tâm kia được. Và nếu nó đang là suy nghĩ thì nó chỉ có mỗi một tâm ý thức ở đó, nó không thể nào có cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức ở đó được. Như vậy thì để chánh niệm về cái thực tại đó, người con Đức Phật, người con Phật của chúng ta phải biết qua 6 cái căn này để nó tâm nó nương, và phải biết rõ được 6 cái cảnh. Muốn như vậy thì chúng ta biết rằng thường thường người ta nói chánh niệm, nhưng mà để đạt được chánh niệm á, là cả một cái quá trình hình thành rất dài nó mới có được chánh niệm, thưa quý vị. Thứ nhất là chúng ta phải học thật là sâu sắc, phải học miệt mài, rồi phải sàng lọc nữa, phải nghe nhiều các ngài giảng, sàng lọc rất là nhiều. Thường thường ai người ta cũng nói là chánh niệm hết á, nhưng mà không phải, thưa quý vị. Ai cũng nói là chánh niệm, nhưng mà thực tế thực sự mà có chánh niệm á, là xin thưa rằng cái người mà thực sự có chánh niệm một cách đúng đắn á, thì quý vị biết không, đạo quả ở kế bên. Vì sao vậy? Vì chánh niệm nó chỉ nhìn vào cái danh sắc hiện tại duy nhất của nó, không có một cái gì thay thế được, và không có ngôn từ và ý nghĩ ở trong đó. À, và không có lắp ráp bất cứ một cái điều gì, chỉ nhìn theo cái hình thái của danh sắc đang thực tại và tan vỡ. Thì cái bản chất lộ diện của các pháp vô thường, khổ, vô ngã nó mới hiện khởi đúng cái nguyên trạng của nó được. Chúng ta cứ nói rằng là chánh niệm, lúc nào cũng chánh niệm, chúng ta nhắc nhở chánh niệm, chánh niệm, nhưng mà thực sự mình có hiểu được chánh niệm hay không? À, thậm chí nè, nếu mà chúng ta học pháp, chúng ta không nghe các ngài giảng giải và không chịu đọc sách, hay là không chịu coi kinh Đức Phật cho kỹ, mà chúng ta gặp một mà vài vị nào đó, rồi chúng ta tu tập, rồi thấy các ngài truyền dạy như vậy, rồi về nhà chúng ta cứ lấy cái đó, rồi chúng ta đi đâu chúng ta cũng nói chánh niệm như thế này hay là như thế kia. Nhưng mà xin thưa một điều rằng những người như vậy nè, không thể nào tu tập giáo pháp của Đức Phật mà giác ngộ được. Quý vị để ý không? Rất nhiều người rồi, tu tập cũng rất nhiều rồi, nhưng mà nó đảo lộn, thưa quý vị. Học hành nó bị đảo lộn hết.
Bởi vì sao? Chụp bắt chứ không phải là một cái con người có cái tâm hướng đạo thực sự. Cái người có cái tâm hướng đạo để giải thoát á, là phải chú ý học hành từng chút một, lắng nghe các ngài dạy dỗ giảng giải bằng những cái tiếng mẹ đẻ, phải học hiểu trong kinh tạng phải rất là nhiều. Đừng có tu tập vội. Xin thưa với quý vị rằng là nếu không biết cách chánh niệm thì khuyên quý vị rằng thôi cứ học kinh và nghe Phật pháp đi, rồi từ từ cái ba la mật nó sẽ thấm nhuần cho chúng ta, rồi từ đó cái ba la mật nó đủ đầy, chúng ta sẽ có những người thầy giỏi và có những cái pháp thâm sâu nó đã ẩn tàng ở trong tâm của mình rồi. Lúc đó chúng ta tu tập rất là dễ, thưa quý vị. Chúng tôi đã từng học và nghe rất nhiều, nhưng mà quý vị biết sao, thực sự cái từ chánh niệm á, nó rất là sâu sắc, không như chúng ta nghĩ. Để đạt được cái sự chánh niệm á, cái vị hành giả đó phải học rất là thông thạo giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai đó là các ngài biết về cái con đường pháp hành rõ ràng, danh và sắc phân biệt rất là rõ ràng trong pháp học đó nha, chứ chưa nói pháp hành. Và khi pháp hành rồi đó, các ngài không còn nghĩ gì về pháp học nữa, bởi vì nó đã lầu thông rồi, thưa quý vị. Nó lầu thông rồi, không cần gì phải nghĩ, không cần gì phải nghĩ về suy tư về nó nữa. À, các ngài chỉ cần ghi, buông bỏ hết, không cần về ngôn ngữ nữa. Các ngài chỉ ghi nhận những cái phẩm chất của tâm, những cái phẩm chất của tâm và những cái tướng trạng của cái sắc. Khi mà tâm nó khó chịu hay là cái thế ngồi nó bị cứng như nào thì cái tâm ngài chỉ đón nhận cái pháp thực tại nó đang cứng mềm nóng lạnh đó thôi. Không có suy nghĩ gì về nó, không có đặt để bất cứ một cái từ ngữ gì về nó cả, thưa quý vị. Nhưng mà khi mà người ta hiểu sâu sắc về cái đó, người ta hiểu suốt về cái thực tại đó thì sao? Thì tự nhiên cái ngôn ngữ đó, đó nó đã lầu thông ở trong đó. Khi một người hiểu cái gì thì cái ngôn ngữ đó nó cũng chính xác về cái đó. Cũng người viết cái bản mà lập trình vậy, thưa quý vị. Người ta đã trải nghiệm qua rồi thì sao? Thì nó có một cái ngôn ngữ lập trình riêng cho cái pháp chân đế đó. Mà lúc đó các ngài sử dụng ở trong kinh tạng nó cũng đúng, mà không sử dụng trong kinh tạng và lấy ngôn ngữ bình thường nhất nó vẫn là tốt đẹp hơn, thưa quý vị. Lúc đó ngôn ngữ nó không thành vấn đề nữa, mà cái quan trọng nhất là ngài đã thấu suốt về cái tướng trạng chân đế của danh sắc thực tại. Thì lúc này tại sao chúng ta thấy được rằng có những ngài thuyết giảng mà nói chuyện bình thường mà giống như trong kinh điển là sao vậy? Là vì tâm của các ngài đó đã thấu suốt cái bản chất thật của các pháp chân đế rồi. Do vậy là cái người thấu suốt như vậy thì cái ngôn ngữ đó tự động nó sẽ làm tròn đủ cái điều về cái sự mà giảng dạy của các ngài. Khi mà các ngài đã, chúng ta thấy các ngài đã học thông như vậy rồi, và khi tu tập nó sẽ đến một cách dễ dàng như vậy, thì quý vị mới thấy được rằng là cái thực tại là nó rất là khó để chúng ta nắm bắt. Vì sao mà mình không giác ngộ được? Bởi vì sao? Vì thực tại á, thì nó sanh diệt quá là mau lẹ, và đời sống của chúng ta thì bị các dục nó chi phối, bị vô minh và tham ái nó bao phủ, và năm cái món dục lạc á, rồi cái tâm tham á thì sao? Cái tâm tham thì nó như một nhà gì? Nó như một nhà họa sĩ, thưa quý vị. Cái tâm tham nó như một nhà họa sĩ, nó rất là biến tướng. Nó rất là biến tướng, nó biến tướng ở khắp mọi nơi. Có đôi khi người này nó không thích nhưng nó thích người kia. Có đôi khi món này hôm nay nó không thích nhưng mà ngày mai nó lại thích cái món này. Hôm nay nó sân với món này nhưng ngày mai nó lại thích cái món này. Hôm nay nó ghét người này nhưng ngày mai nó lại thương người này, nó không còn ghét nữa.
Và cái tâm tham thì nó có cái đặc biệt của nó. Nếu mà nó là thọ hỷ thì sao? Thì nó luôn luôn muốn cái đồ bên ngoài phục vụ cho nó. Nó thích cái vui ở bên ngoài phục vụ cho cái tâm tham của nó. Nó luôn luôn hướng ra bên ngoài để muốn cái đó phục vụ cho cái tâm này. Còn cái tâm thiện mà nó thọ hỷ thì nó có một cái trạng thái rất là đặc biệt là sao? Là nó lo vui và an tịnh ngay ở trong chỗ của nó sanh lên. Do vậy tâm nó không hướng ra ngoài và nó không cần các cái dục ở bên ngoài. Quý vị thấy hai cái điểm của thọ hỷ giữa tham và tâm thiện nó đã khác nhau một trời một vực. Nếu người nào kinh nghiệm rõ thiện và bất thiện thì lúc đó chúng ta mới phân biệt cái chi kiến đó, mới làm, mới biết được cái tâm nào để tu và cái tâm nào để quan sát cái tâm tham đó. Thường thì sao? Thường thì tâm tham nó rất là ghê gớm. Tâm tham nó có những cái điều kiện như này thưa quý vị, thì quý vị thấy sợ. Nó thì bao giờ cũng là vô minh rồi. Tâm tham thì nó vẽ ra đủ thứ hết á, và nó chạy theo, nó nắm bắt theo. Rồi khi mà nó chán á thì nó làm duyên cho cái thằng sân sanh lên. Nó không được nó cũng làm duyên cho cái thằng sân sanh lên. Và nó chán rồi đó, nó cũng làm duyên cho cái thằng sân sanh lên. Và khi mà nó thích thú rồi đó thì sao? Nó bám chặt vào cái đối tượng á, nó vui thích theo, nó đối tượng bên ngoài, nó vui thích theo. Rồi nó thổi phồng cái đối tượng nó lên. Nó thổi phồng cái đối tượng, làm cho cái đối tượng nó to tướng lên. Nó làm như quan trọng lắm, ghê gớm lắm. Thiếu ăn em không thể nào sống nổi. Cái tâm tham này bao giờ nó cũng vậy. Cái gì nó cũng vậy. Nó phải cái tâm tham này nó. Nhưng mà khi mà nó làm xong rồi đó, đối với người khác á, nó làm nó tạo ra nhiều nỗi lòng rồi, quý vị biết sao? Nó giấu đi. Nó có cái thằng si giấu đi. Nó giấu rất là tinh vi. Nó giấu ghê lắm thưa quý vị. Nó giấu rất là kín. Nhưng mà nó giấu rồi xong bước đầu đêm nó lại thổn thức. Bóng tối á, khi mà bóng tối về thì nó lại thổn thức. Nó lại sợ hãi. Và rồi nó lại tìm cách làm sao giấu đi để ai đó không biết được về nó. Nhưng mà quý vị biết sao không? Cái người trí người ta hiểu. Cái người ngu thì luôn luôn đau khổ, bởi vì cứ cho là tham là của mình, rồi sợ hãi những cái người khác chê bai, rồi sợ hãi mất cái này mất cái kia, mất đủ thứ. Nhưng mà ngày nào mà chúng ta còn có những cái hình thái và còn cái suy nghĩ mà nó ấu trĩ như vậy thì sao? Thì không bao giờ chúng ta giác ngộ được. Cái điều duy nhất để giác ngộ trên đời này, Đức Phật đã dạy cho chúng ta, tất cả các pháp cần phải được làm sáng tỏ bởi trí tuệ. Dầu đó là cái pháp gì cũng phải hiểu rõ. Tham cũng chỉ là một pháp, sân cũng chỉ là một pháp, si cũng chỉ là một pháp, tật đố ganh tị cũng chỉ là một pháp. Không tham, không sân, không si, thiện hay thiện cũng chỉ là một pháp. Không có ai ở trong này cả. Nếu mà chúng ta cứ nắm giữ tham và giấu giếm và không hiểu về nó thì sao? Thì si mê càng dày đặc, chấp thủ càng dày đặc, tà kiến càng dày đặc. Sanh tử luân hồi không biết là bao nhiêu. Cứ thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, rồi hết đời này bỏ xác ra ngoài nghĩa địa. Rồi nếu làm ác nghiệp thì cũng thấy, nghe, ngửi, nếm đụng, rồi làm thức ăn cho rùa, cho cá hay là cho người ta. Cũng chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Và thấy, nghe, ngửi, nếm đụng này nó chỉ là các pháp,
là nhân quả, là nhân duyên, không có ai ở trong đó. Vậy thì tại sao mà không giác ngộ được? Do đâu? Do cái khái niệm. Cái khái niệm đó, cái khái niệm nó cực kỳ nguy hiểm, là lúc nào nó cũng đặt chúng ta vào một cái chỗ đứng nào đó ở trên cái thế gian này. Lúc nào nó cũng đặt mình ở một cái chỗ đứng, hay đặt mình ở một cái vị trí. Thế mà mình nói chuyện với ai là cái tâm ở trong này nó đã đặt ra cái tôi phải xử sự với người này như thế nào, phải che đậy với người này như thế nào, phải hứng chịu cái người kia như thế nào. À, cái tâm này nó khái niệm để mà nó đứng trước cái vấn đề, nó phủ đi cái thực tại. Cái người kia chưa nói chuyện với mình là ở đây mình đã gièm pha hay là đã sinh hoạt trước xem cái người này tốt hay là xấu. Nghe cái tiếng người này, à hồi đó nghe ông bà này nói cái người này xấu người kia tốt, à cái người này đến đây người ta nói chuyện mình phải như nào hay mình tránh xa. Cái tâm đó là cực kỳ nguy hiểm, bởi chính nó làm đánh mất đi cái thực tại. Thực tại nó chưa đến, chưa gặp người đó, chưa có gặp cái hoàn cảnh đó, nhưng mà tâm nó đã dựng lên một câu chuyện, và nó đã tạo ra một thế đứng, và nó đã che lấp đi, hay là nó gì, nó phủ quyết đi một vấn đề mà cái thực tại nó chưa đến, cái người đó mình chưa gặp, nhưng mà ở đây nó đã gièm pha hay nói xấu, hay nó đã nghe người nào đó rồi nó đi hỏi thăm. Trước khi gặp người đó nó hỏi thăm cái người này như thế kia, nó đánh giá, nó phán xét. Chính những cái khái niệm này nó sanh ra cái tôi ta, chính những cái khái niệm ảo tưởng này nó sanh ra những cái tà kiến. Từ đó nó quyến với tham ái, nó nhốt chúng ta lại. Vậy thì những cái người con của Đức Phật không có sợ gì cái chuyện xấu xa của nghiệp quả trước mình đã làm. Ở đây không phải là nói là sợ là ấy nha, mà chúng ta phải đối mặt, đối mặt trực tiếp với những cái tâm bất thiện của chúng ta để thấy rõ được cái bản chất của nó, thấy được nhân duyên của nó, thì chúng ta mới biết được chỗ nào để mà diệt nó chứ. Chứ chúng ta cứ giấu những cái bất thiện của chúng ta đi, âm ỉ nó cháy, thì điều đó là điều không phải cái người mà hiểu giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta biết tại sao cái bản vi diệu pháp Ngài nói lên cái tâm bất thiện trước để làm chi? Tất cả các pháp mình phải được hiểu rõ. Và cái gì làm cho chúng ta luân hồi? Tham dục, phải không ạ? Si mê và sân hận, ba cái tâm đó làm cho chúng ta luân hồi. Vậy thì nếu chúng ta không hiểu rõ nó, không hiểu cái thức ăn của nó, thì chúng ta có diệt được cái thức ăn này không? Không, không bao giờ. Chúng ta không hiểu về tâm tham, chúng ta không biết cái thức ăn của nó ở đâu, chúng ta không biết cái thức ăn của nó làm sao chúng ta lấy cái thức ăn của nó ra đây. À, vậy thì chúng ta phải hiểu rõ là phải chân thật với chính mình nè. Tham nó sanh lên, mình phải quan sát thực sự khách quan. Cái tâm sân nó sanh lên, mình cũng phải thật sự khách quan. Thường thường á, là tham sanh lên á, một là nhào vô đối tượng, hai là nhút nhát chạy trốn vô đối tượng cũng có. Rồi sân nó sanh lên, một là mình muốn hủy diệt đối tượng cũng có, hai là mình sợ hãi và rút lui với đối tượng cũng có. À, vậy thì làm cách nào để mà diệt nó đây? À, thì chỉ có mỗi một cách là bỏ cái đối tượng nó đi và nhìn thẳng vào cái tâm của mình, đối diện trực tiếp, thì lúc này nó mới là cái pháp thực tại chứ. Còn đối tượng á, nó đâu có tâm đâu mà nó biết.
cái đối tượng nó đâu có tâm đâu mà nó biết. Và chính cái tâm này nó mới hiểu cả đối tượng đến tâm. Khi nào mình phải luôn luôn quay về với cái thực tại đó thì mới có sự giác ngộ. Còn không á là không bao giờ có cái sự giác ngộ. Và thực tại nó ở đâu? Ở ngay trên cái gì? Ở ngay trên mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý, đi đứng nằm ngồi hàng ngày của chúng ta. Không thể khác hơn được. Thực tại không thể ở trong kinh điển, nhưng mà Đức Phật dùng cái ngôn ngữ chân thật để Ngài dạy về cái thực tại liên quan ngay trên thân tâm của chúng ta trong đời sống thực tại. Cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái hay biết đâu có phải ở trong sách vở, nhưng mà phải nhờ kinh điển là Đức Phật đã giác ngộ. Chúng ta học xong thông thạo, nhưng mà phải bước vào cái con đường của thực tại đó. Phải làm sao mà dần dần chúng ta phải hay biết được ngay trên chính thân tâm của mình, từ những cái cảm xúc, từ những cái thọ, từ những cái nghe, ngửi, nếm, đụng, từ tham, sân, si, sanh lên, chúng ta đều phải có sự ghi nhận và khách quan đối với tất cả các pháp, chứ không phải là cái pháp thiện nó sanh lên rồi mình thích, rồi cái pháp tham sân si sanh lên rồi mình chán ghét hay mình xua đuổi nó. Như vậy là cái người đó chưa được gọi là cái người học hiểu đúng về chánh pháp, đừng nói chi tu tập. Thưa quý vị, tất cả đều là pháp mà. Nếu một người mà hiểu được pháp như vậy thì người đó có khen chê không? Không. Bởi vì tham là một quy luật tự nhiên, đủ nhân duyên nó mới hiện khởi, không đủ nhân duyên không cách nào hiện khởi được. Hết nhân hết duyên nó cũng không hiện khởi. Các vị A-la-hán hết nhân hết duyên với tâm tham, nó không thể hiện khởi được. Và những cái bậc mà có thiền định chánh niệm liên tục, đang ở trong thiền định, tham sân si cũng không đủ duyên để hiện khởi được. Chỉ khi nào cái người đó lơ đánh tiếp xúc với các pháp do tham thì tham nó mới hiện khởi. Chúng ta phải hiểu biết rõ như vậy. Và khi tiếp xúc đó mà các cái pháp thường nó làm duyên cho tham sanh khởi là do cái thường cận y duyên của chúng ta là chính, và do không vô lý sô mà nó không có vô lý sô mà nó xích ca đá là chính. À, hai cái điều đó chúng ta cần phải biết được rõ. À, thì lúc đó chúng ta mới biết được phải tránh lé hay là phải tác ý như thế nào. À, là quan trọng. Và phải hiểu rằng là tất cả các pháp nó không phải là của tôi, của ai hay của bất kỳ ai cả. À, nó chỉ đủ duyên thì nó sanh, và không đủ duyên là nó không thể nào sanh khởi được. Và nó hết duyên, nó cũng không cách nào sanh khởi được. À, thì đó chúng ta mới học. Muốn chúng ta muốn quay biết về thực tại thì chúng ta phải học giáo pháp của Đức Phật, phải thật là khôn khéo, phải lắm thật chắc về danh và sắc, lắm thật chắc về tứ đế, nắm thật chắc về giới hạnh, rồi lắm thật chắc về cái phương pháp hành. Thì lúc đó là sao? Cái niềm tin, cái lòng tàm quý, cái sự chân thật ở trong tâm, và cái sự công bằng của cái phương pháp quán, và cái tri kiến nó mới đầy đủ, và cái sự hiểu thấu các pháp nó mới đến được. Còn thường thì chúng ta
thiện chứ không thích tham. Chi phước đến má của chú Huệ Tấn, cầu mong cho bà được an vui. Và nhất là phần phước báo này, chúng con nguyện trở thành ba la mật, con học kinh điển lúc nào cũng được thông suốt lời dạy của Đức Phật và sớm chứng đắc được đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ sa thú, sa thú, kính tri ân đức thời nhận. Con thanh thủy con kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Cả đệ và mạng buổi học ngày hôm nay, con kính thỉnh đại đức thời nhận văn nguyện trở lại đạo tràng phúc chúc cho dung của chúng con. Dạ con kính thỉnh đại đức thời nhận. Phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhutanu pavena sarasoti pavantu te. Phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammanu pavena sarasoti pavantu te. Phavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghanu pavena sarasoti và hoàn tu tê. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin như quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú kính tri ân đại đức tuệ nhẫn đã phúc chúc cho lớp học của chúng con. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni đã quang lâm để hướng dẫn chứng minh cho lớp học. Kính tri ân pháp hội đã dành thời gian quý báu đánh giá rung pháp của kinh chuyên đề phước báo ngày hôm nay do học pháp thánh pháp. Kính dâng đến chư tôn đức tăng ni, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, hiện tiền quá giảng và quý đạo hữu. Để kết thúc chương trình, tham thủy kính mời đạo tràng cùng đọc kinh hồi hướng. Nam mô ta sa pa na wa to a sa ha to sam ma sam bu ta sa. Nam mô ta sa pa na wa to a sa ha to sam ma sam. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Akasatta yavumatta devanaga mahitika punyanno anumodam tujiram rakkhantu sasanam. Akasatta chakum mata deva naga mahitika punyan no anumodam tujiram rakkham tu rakkake. Akasatta yavumatta devanaga mahitika punyanno anumodam tujiram rakkham tu panino. Akasatta yavumatta devanaga mahitika punyanno anumodam tujiram rakkham tu no sada. Thì rằng nôi á, thì rằng hô tu sô kê ta hô tu nha ta dô. Thì rằng nôi á, thì rằng hô tu sô kê ta hô tu nha ta dô. Thì rằng nôi á, thì rằng hô tu sô kê ta hô tu nha ta dô. Thì rằng quá ta mê phù nhân a sa quá kha gia quá hâm hô tu. Thì rằng phù nhân nít ta nát sắc pháp cha dô hô tu. Mong tất cả chúng ta sẽ được lắc và giải thoát. Nam mô Phật Thầy giả. Kính thưa đạo tràng, buổi sinh hoạt rung phúc kinh chuyên đề khai đạo và mạng
Kính tri ân chư tôn đức tăng ni Đạo Quang Âm, kính cảm ơn quý đạo hữu đã đến với chương pháp kinh chuyên đề. Kính chúc quý vị pháp thể sinh an, bồ đề tâm kiên cố, Phật đạo chóng dinh thành. Kính mời đạo tràng đến với chương dần ngày nay vào lúc 18 giờ đến 20 giờ về Việt Nam. Đạo tràng sẽ tiếp tục học câu pháp cú. Kính chúc đạo tràng một chủ nhật được nhiều điều như và luôn được.